Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với channel của mình. Chen Wong, một designer yêu thích màu hồng. Vậy là số vlog cuối cùng của mình quay đã là khoảng một năm trước rồi. Thời gian thực sự trôi quá là nhanh. Và thỉnh thoảng mình cũng có vào trong channel của mình xem lại những cái video và các comment cũng như là inbox của mọi người. Và mình cảm thấy khá là ngạc nhiên khi mà mọi người vẫn nhớ đến mình. Cũng có khá là nhiều bạn comment ở trên số vlog của mình cũng như là inbox cho mình hỏi là: chị ơi, sao những cái số cuối cùng của chị lại gần đây up đều là du lịch vậy? Hoặc là có các bạn hỏi là: chị ơi, chị có quay vlog nữa không? Chị quay nữa đi. Và thực sự một năm vừa rồi có khá là nhiều thay đổi đối với mình. Từ thay đổi công việc này, thay đổi vấn đề tình cảm cũng như là thay đổi những cái vấn đề thói quen của cuộc sống. Và trong số đầu tiên khi comeback với mọi người thì mình sẽ giới thiệu tới mọi người một cái chủ đề mình nghĩ khá là phù hợp với hiện tại. Đó chính là chủ đề về work from home. Như các bạn cũng đã biết là thời gian vừa rồi dịch bệnh diễn biến khá là phức tạp và rất nhiều người phải làm việc work from home. Vì vậy hôm nay mình sẽ giới thiệu tới mọi người những cái thói quen hay là những cái tip để hướng dẫn mọi người làm việc work from home được hiệu quả hơn nhé. Điều đầu tiên khi mà chúng ta work from home thì chúng ta cần phải lên kế hoạch cho chính bản thân mình. Như các bạn cũng đã biết là khi mà chúng ta làm việc ở ngoài thì hàng ngày chúng ta sẽ phải dậy sớm, đi ra ngoài và chúng ta đi lên công sở để chúng ta làm việc. Nhưng mà khi chúng ta work from home thì chúng ta chỉ ở nhà thôi. Và như thế thì cái sự chây ý của chúng ta sẽ lên đến tột độ. Và như bản thân mình, khi mà thời gian đầu làm việc work from home thì đều ngủ rất là muộn, đến khoảng 8 giờ mới dậy. Cho nên là việc thay đổi thói quen khi mà chúng ta làm việc tại nhà cũng khá là quan trọng. Và như các bạn cũng đã biết thì khi mà chúng ta work from home thì công việc vẫn phải chạy theo tiến độ và deadline. Nếu như mà chúng ta không có kế hoạch thì các bạn hoàn toàn có thể trễ deadline bất cứ lúc nào. Và bản thân mình thì khi mà bắt đầu làm việc work from home thì thời gian đầu mình mất khá là nhiều thời gian để thay đổi cái thói quen. Với bản thân mình thì mình sử dụng bullet journal để mình lên kế hoạch cho bản thân cũng như là công việc hàng tuần, hàng tháng luôn. Và thậm chí là sẽ có thời gian cho từng ngày. Mình cũng sử dụng bullet journal khoảng một tháng sau khi mà work from home và mình thấy hiệu quả từ nó rất là tốt. Sử dụng bullet journal thì giúp mình khá là nhiều thứ. Đầu tiên là mình cải thiện được cái khả năng vẽ vời linh tinh của mình bằng cách là vẽ những cái layout cũng như là hình ảnh ở trên bullet journal. Thứ hai là giúp mình sắp xếp những cái công việc được hiệu quả hơn và tối đa thời gian hơn. Các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu về khái niệm của bullet journal trên Google, hoặc là mình sẽ đính kèm link ở phía dưới Deep Reason Pop để các bạn có thể tham khảo nhé. Tiếp đến, sau khi mà các bạn đã lên kế hoạch cho công việc cũng như là mọi thứ rồi thì các bạn sẽ cần đến các công cụ để làm việc online cũng như là mạng internet ổn định. Và sau khi các bạn đã lên được kế hoạch công việc rồi thì mình sẽ giới thiệu tới mọi người ba nhóm công cụ làm việc phù hợp với ba chức năng khác nhau với cách làm việc hiện tại của mình để mọi người xem có phù hợp không nhé. Nhóm công cụ đầu tiên đó là nhóm công cụ làm việc chuyên môn. Thì mình xin giới thiệu tới mọi người hai phần mềm, đó là Miro và Figma. Đây là hai phần mềm làm việc với chức năng collab team rất là hiệu quả để brainstorming cũng như là mọi người có thể comment, trao đổi trực tiếp ở trên một cái sản phẩm thiết kế, hoặc là các bạn có thể làm idea ở trên hai phần mềm này rất là hiệu quả. Nhóm công cụ tiếp theo đó chính là nhóm công cụ dùng để họp nhóm cũng như là các tool để làm việc liên lạc giữa team với nhau. Thì mình xin giới thiệu tới mọi người có các công cụ đó là Team, Zoom và Skype. Khi làm việc online từ xa thì cái việc kết nối với nhau rất là cần thiết. Như bản thân mình thì khi mà làm việc với team cũng như làm việc với khách hàng thì cần phải video call rất là nhiều. Dựa vào trải nghiệm của bản thân mình về tính ổn định cũng như là sharing và take note với mọi người cũng như là xem màn hình sản phẩm, dựa vào trải nghiệm bản thân mình thì mình thấy Team và Zoom là hai nền tảng khá là tốt và hoàn toàn miễn phí để mọi người có thể thử sử dụng, trao đổi công việc online của mình một cách hiệu quả. Tiếp đến đó là một nhóm công cụ gọi là nhóm công cụ trợ lý bản thân. Mình không biết là dùng từ trợ lý nó có chính xác hay không, nhưng mà đối với bản thân mình thì nó khá là ổn. Đó là những cái công cụ giúp các bạn hoàn toàn có thể quản lý công việc này, quản lý đầu việc, tiến độ cũng như là cách xử lý công việc của mình được hiệu quả hơn. Ok, nhóm công cụ đầu tiên đó chính là Jira và Trello.
Hai cái công cụ này sẽ giúp các bạn follow được những cái đầu việc các bạn cần xử lý, tiến độ đang xử lý như thế nào và những công việc nó đang có những cái lỗi hay là những cái phát sinh ra sao. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng hai cái nền tảng này để follow rất là tốt. Tiếp đến là công cụ Google Calendar. Với những cái công cụ về lịch thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những cái sản phẩm khác nhau, nhưng mà bản thân mình sử dụng Google Calendar khá là hiệu quả, bởi vì mình có thể ớt được Google Meet cũng như là take note lịch bản thân báo ở trên điện thoại một cách rất là tiện. Thì các bạn hoàn toàn có thể take note những cái công việc như lịch hẹn quan trọng ở trên cái phần mềm này nhé. Tiếp đến là khi các bạn làm việc online thì cái công việc lưu trữ file online rất là cần thiết. Vì vậy mà các bạn nên sử dụng một cái nền tảng để chúng ta có thể lưu file cũng như là gửi file cho khách hàng. Đối với bản thân mình, khi mình gửi file cho khách hàng ý, thì mình sẽ sử dụng Google Drive để mình gửi file cho khách hàng, hoặc là OneDrive. Mình có mua hai gói premium dành cho cá nhân để mình có thể lưu trữ file trên đó và share cho khách hàng rất là tiện. Ok, và đó là những cái phần mềm mình giới thiệu tới các bạn. Nó đã hỗ trợ mình trong cái công việc work from home thời gian rồi rất là hiệu quả. Và nếu các bạn thấy video này có ích, đừng quên like và subscribe trên channel của mình nha. Và các bạn muốn mình chia sẻ về chủ đề nào hoàn toàn có thể comment ở phía bên dưới để mình biết, và mình sẽ làm những số vlog tiếp theo. Và cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn mọi người ở số vlog tiếp theo nha. Bye.